Xin chào các bạn. Ở buổi trước thì chúng ta đã có thể tạo ra được cách mà có thể lấy được thông tin từ phía bên database. Tuy nhiên là khi mà chúng ta click vào các cái biểu tượng thùng rác này thì chúng ta thấy là vẫn chưa thể là xóa đi được những cái thông tin của khách hàng. Và hôm nay chúng ta sẽ học cách đó. Và bây giờ các bạn nhìn vào Visual Studio Code ở đây. Chúng ta nhìn vào cái file Customer Context. Và ở phía dưới này, chúng ta sẽ khai báo const delete customer bằng. Và đây là một cái arrow function. Và để mà xóa đi được một cái khách hàng thì chúng ta cần phải biết cái ID của người đó. Và chúng ta phải truyền vào đây là ID trong phần tham số. Sau đó, chúng ta phải sử dụng cái hook đó là set customer. Và sau đó thì chúng ta sử dụng cái phương thức là filter, thì chúng ta sẽ lấy là customers.filter. Và bên trong này chúng ta sẽ có một cái function. Và đối với cả mỗi một cái khách hàng chúng ta gọi là customer thì chúng ta chỉ giữ lại những cái khách hàng nào mà nó có cái ID khác với cả cái ID mà chúng ta có ở phần tham số. Đây, chúng ta làm như vậy. Đây, chúng ta có ID của phần tham số đây. Và chúng ta chỉ giữ lại những cái khách hàng nào mà có cái ID khác với cả ID của phần tham số. Và nếu như mà nó là trùng với cả ID thì tức là chúng ta sẽ không lấy, và tức là chúng ta đã loại bỏ nó ra. Như vậy là Delete Customer chúng ta đã viết xong. Sau đó để sử dụng được cái hàm này thì chúng ta quay trở lại Customer Card ở đây. Customer Card ở đây thì chúng ta cũng sẽ phải nhập Customer Context vào, và chúng ta phải có là Import Customer Context From, và chúng ta có là context, tiếp theo đó là customer context ở đây. Và sau đó chúng ta cũng phải nhập cả cái hook ở phía trên nữa. Và ở đây mình sẽ viết là import use context from React. Sau khi mà đã nhập được cái hook và cả cái phần mà chúng ta viết thì chúng ta sẽ phải sử dụng nó ở phía dưới này. Chúng ta sẽ khai báo đó là const. Chúng ta sẽ dùng destructuring, chúng ta nhập cái delete customer bằng use context, và chúng ta chuyển vào đây đó là customer context. Và chúng ta nhập được cái hàm này từ cái customer context này. Và để sử dụng được cái hàm này thì rất đơn giản. Chúng ta có cái icon button, nó là cái hình thùng rác, thì chúng ta chỉ việc dùng cái event đó là onClick bằng. Và đây chúng ta sẽ chuyển nó vào một cái hàm ở đây, đó là delete customer. Và điều quan trọng là chúng ta phải có customer.id, vì cái hàm này nó cần phải biết là cái ID của customer nào để mà nó xóa đi. Và sau đây chúng ta cùng nhìn vào Google Chrome và chúng ta load lại. Chúng ta click thử vào đây. Người cuối cùng, Peter White from Australia. Và chúng ta ấn vào cái nút thùng rác. Và chúng ta thấy là hiện nay là vẫn có lỗi ở đây. Và chúng ta quay trở lại More Tool, chúng ta cùng kiểm tra ở đây. Và đây chúng ta click vào đây thì như vậy là delete customer is not a function, và chúng ta quay trở lại vào đây delete customer. Và bên này chúng ta có là đây là delete customer, và ở đây thì chúng ta phải export nó ra, và ở phía dưới này chúng ta cũng phải là export nó ra, và chúng ta có đây là delete customer. Chúng ta phải ở bên này chúng ta phải xuất export nó ra thì bên này mới có thể sử dụng được. Và quan trọng đó là các bạn phải
đặt nó vào trong phần value ở đây, cái object là value. Và bây giờ chúng ta quay trở lại. Và bây giờ chúng ta thử một lần nữa. Chúng ta kích vào đây. Như vậy là chúng ta đã thấy là customer này đã biến mất. Chính xác là như vậy. Tuy nhiên nếu như các bạn load lại cái file này thì chúng ta thấy là customer này người ta lại hiện ra. Tức là ở phía server, phía database thì cái khách hàng này nó vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Và bây giờ chúng ta cần phải làm thêm một bước nữa. Chúng ta quay trở lại cái file customer context này. Và chúng ta sẽ ở phía trên này, chúng ta sẽ phải làm thêm một bước, đó là đây là một cái bất đồng bộ, do vậy chúng ta phải gọi là async ở đây. Async, và ở đây chúng ta có await, và chúng ta sẽ phải fetch. Và trong này chúng ta mình sẽ dùng backtick ở đây, và sau đó chúng ta sẽ viết là HTTP, và mình sẽ copy ở phần trên này. Và sau đó thì mình sẽ truyền vào đây cái ID của cái người khách hàng cần phải xóa đi. Và sau đó chúng ta phải có thêm một cái object, và trong đó là method, đó là delete. Và như vậy là cái bước này nó sẽ phục vụ cho việc là sẽ xóa đi cái người đó ở phần database. Và bây giờ chúng ta lưu lại và chúng ta quay trở lại Google Chrome và chúng ta cùng xem. Chúng ta load lại ở đây. Và bây giờ mình sẽ xóa thử người cuối cùng ở đây đi. Sau đó chúng ta load lại. Và chúng ta thấy là cái người đó đã không còn nữa ở trong cái database. Như vậy là chúng ta đã làm thành công. Và các bạn nhìn vào phần db.json ở đây. Và chúng ta cũng đã thấy là cái người cuối cùng ở đây đã không còn nữa. Như vậy là bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.